Đợt mưa lớn gây thiệt hại nặng nề tại các tỉnh miền Bắc sắp kết thúc. Dự báo là mưa to và dông sẽ còn tiếp diễn tại khu vực này đến chiều ngày hôm nay, sau đó lượng mưa sẽ giảm dần và trời hửng nắng. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, tổ hợp hình thế thời tiết gây mưa, suy yếu khiến thời tiết các tỉnh miền Bắc đang chuyển tốt, trời có nắng nhẹ vào trưa chiều. Khu vực Nam Đồng bằng Bắc Bộ, trong đó có thủ đô Hà Nội, vẫn có lúc có mưa nhỏ. Còn các tỉnh vùng núi phía Bắc trời hửng nắng, thuận lợi cho công tác khắc phục hậu quả do mưa lớn gây ra. Các tỉnh Bắc Trung Bộ từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh trời vẫn còn nhiều mây trong 2 ngày cuối tuần, nhưng mưa cũng sẽ giảm. Các tỉnh từ Quảng Bình đến Quảng Ngãi thời tiết sẽ tốt sớm hơn. Nếu ngày thứ Bảy vẫn còn khá âm u và có lúc có mưa rào, thì ngày Chủ nhật sẽ có nắng mạnh. Các tỉnh ven biển Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ, thời tiết duy trì khá ổn định với trời nắng giáo ban ngày, đến chiều tối và đêm có mưa rào và dông nhiều nơi. Trong khi đó, áp thấp nhiệt đới trên biển được cho là ít có khả năng mạnh lên thành bão, mà chỉ gây một đợt mưa vừa đến mưa to cho khu vực Trung Bộ. Hãy subscribe.